Dạ anh bắt phone cho. Alo. Chú nói cái gì? Bố mẹ con đang ở trong bệnh viện. Dạ, dạ. Con đến nhanh. Phải có anh Linh mới được. Anh không về nhà được đâu. Anh ở nhà bạn rồi. Không có xe lấy về. Em lấy xe tới liền đi. Em không dám. Em vừa mới học lái xe tuần trước mà. Cứ tới đi. Được rồi. Anh ra tôi ra. Tôi một mình. Vinh ơi, bây giờ anh đi đón anh Vinh và gặp bố mẹ nha. Anh ba, bố mẹ có chuyện gì vậy? Bố mẹ ổn mà, không có chuyện gì đâu. Anh mong là vậy. Chú ơi! Tại sao ngày hát với con quá vậy? Con làm gì sai? Anh Vinh ơi, bố xe mau lên. Làm gì mà lâu thế? Đi ra, đi ra, đánh lái cho. Không, lên. Anh say rồi. Em lên, không có thời gian đâu. Anh say rồi, bố xe mau lên. Nhanh lên. Đi nhanh lên, đi đi. Mùi gì hôi vậy? Anh uống bao nhiêu? Nhiều chuyện quá. Lo mà lái xe đi. Anh coi mày nè, hay lắm. Ê, biết người ta đó không vậy? Đừng có lo. Có GPS dẫn đường rồi. Nó bảo trái. Bảo trái? Em bị cái gì vậy? Phải đi thẳng đúng chứ. Đi thẳng đi, nhanh lên. Nó nói quẹo trái. Đi thẳng nghe không? Quẹo trái mà. Đi thẳng không? Đi thẳng. Chân ra. Im lặng. Quên đi. Tốt thôi.
Để anh coi anh làm được cái gì. Anh đi ngủ đây. Ủa, cái GPS bị sao rồi? Có tiếng gì vậy anh ba? Mình tới chưa? Đã tới đâu? Cái thằng này, sao lại tắt được hả? Làm gì vậy? Chết rồi. Xe bị chết máy. Xe hết xăng rồi. Đừng nói là em muốn đổ xăng hả? Trời ơi. Tốt lắm. Em chỉ có một việc để làm thôi nhá. Làm không xong nữa. Này, ít nhất tôi không phải là người đi ăn tiệc thì bố mẹ đang nằm trong bệnh viện. Em biết gì không? Anh mệt mỏi cái thái độ của em rồi đó. Em giỏi quá. Giỏi à? Giờ này cái xe này chết máy luôn rồi nè. Giỏi quá. Nè, anh coi chừng những gì anh nói. Giỏi quá à. Hả? Em anh xô lên té mà. Ném đổ xăng. Giờ chuyện này đã không xảy ra rồi. Thêm cái GPS của em nữa đó. Có thể giờ này mình đã gặp bố mẹ ở bệnh viện rồi. Em đã nói với anh rồi, em chưa biết chạy xe. Nếu anh không có say, em không cần phải chạy xe đâu. Đi. Sao cũng được. Mà tại sao em vẫn mặc kéo lắm vậy? Có gì mà mặc mít hết? Ít nhất em cũng tin vào Chúa nha. Tin. Tin cầu cái gì? Có gì mà tin hả? Em biết như vậy, nhưng em vẫn tin vào Chúa che chở cho em. Nếu ông ấy thực sự che chở cho mình, em có nghĩ bố mẹ mình ở bệnh viện không hả? Anh im đi, anh không biết gì hết. Em nói là không biết đó. Dạ nó đi. Anh đi tìm Linh đi. Linh ơi, em đâu rồi? Em đang ở đây nè. Ra lên đi, anh Vinh nè. Anh đang ở đâu vậy? Em ở đây nè. Anh đang ở đâu vậy? Thầy chú, không nhớ bố mẹ thôi. Thank you.
Linh ơi, Linh ơi, em đâu rồi? Linh ơi, Linh ơi, có ai không? Có ai thấy em con luôn không? Chỉ cho con với, làm ơn đi mà. Linh ơi, Linh ơi, Linh ơi, trời ơi, gì nó xảy ra vậy chứ? Ừ, con chỉ muốn được tốt nhất cho dành con thôi mà. Có gì khó hả? Thành Sơn, nếu mà nó chỉ nghe lời mình thì chuyện này đâu có xảy ra chứ. Tại sao nó lại tin vào Chúa chứ? Vì có một ai thì cứu giúp trong cái tình cảnh này chứ. Linh ơi, Linh ơi, em đâu rồi? Linh, Lạy Chúa, xin cứu thoát ăn của con, tại vì ăn đang bị lạc lối. Xin cứu thoát ăn ấy, và cũng xin cứu con ra khỏi thật ngủ. Và xin Chúa cũng giúp ba anh em của con được một thành với Chúa và những người khác. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Linh ơi, sao ơi, cái em đâu rồi? Ra với anh đi mà. Lạy Chúa, con biết con là người tội lỗi, nhưng mà làm ơn nghe lời khẩn cầu của con, xin giúp con tìm được cái em của con. Có ai không? Giúp con tìm cái em thôi thôi. Tôi biết con không xứng đáng đâu, nhưng mà cái em của con vô tội, tôi đã xứng đáng rồi. Linh ơi, có phải em đó không? Nói gì em không nghe. Anh xin lỗi. Cái gì? Anh xin lỗi vì những điều anh đã gây ra với các em. Trước kia anh đã làm rất nhiều điều sai lầm với các em.
anh cũng không thể tự tha thứ cho mình được. Nhưng mà anh hứa, từ nay anh sẽ không như vậy nữa. Anh xin lỗi. Chú, em biết rồi. Anh không cần lo nữa đâu. Bây giờ mình đi nhé, GPS đã sóng lại rồi. Hả? Từ khi nào vậy? Sao không biết? À, tại vì anh đang chia sẻ cho nên em không dám. Trời ơi. Vậy chúng mình không bị mặt nữa không? Mình đi thăm bố mẹ đi. Chưa. Bữa mình phải cầu xin đã. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Sao phải cầu nguyện nữa? Lạy Chúa, ba anh em con quỳ đây, xin Chúa giúp chúng con, và cũng xin Chúa cứu bố mẹ con ra khỏi tai nạn. Con cảm ơn Chúa vì đã cho ba anh em của con